Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Mỗi vùng đất lại có những cách riêng để níu chân hay trở thành một phần trong nỗi nhớ của du khách. Với Lạng Sơn, ngoài ưu thế thiên tạo của cảnh sắc, bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống, sự nồng hậu của người dân, thì các đặc sản ẩm thực có một phần không nhỏ tạo nên sự gắn kết tâm hồn ấy. Đặc sản vịt quay là hương vị không thể bỏ qua trong hành trình khám phá xứ Lạng. Chẳng thế mà từ lâu, người ta vẫn gọi món ăn này với cái tên vịt quay Lạng Sơn. Em rất hay ăn món vịt quay. Món vịt quay này là một trong những món ăn truyền thống của người dân Lạng Sơn. Thì em cũng được sinh ra và lớn lên ở dân Lạng Sơn, nhưng mà thì đi cũng rất nhiều nơi rồi, nhưng mà ăn cái vịt quay truyền thống của Lạng Sơn thì em thấy là ok và ngon đấy. Quay là món thường xuyên của gia đình em hay ăn, nhất dịp lễ Tết hay là bạn bè dân trẻ bình thường trong cuộc sống gia đình em hay ăn. Em thì là người Cao Bằng, em về đây em sinh sống và làm dâu ở đây thì em thấy là vịt quay Lạng Sơn thì có nhiều cái đặc sắc hơn. Hương vị rất là riêng và rất là đi vào lòng người. Nói chung là em rất thích vịt quay. Tuy nhiên, hiện nay tồn tại không ít những cơ sở chế biến tại đây vì quá chú trọng việc thương mại hóa hoặc chạy theo lợi nhuận nên bỏ quên tiêu chí về chất lượng và vị ngon truyền thống của đặc sản này. Đây cũng là những trăn trở của chị Hồng Xiêm trong những năm qua. Với chị, vịt quay Lạng Sơn còn hơn cả một đặc sản quê hương vì món ăn này chứa đựng câu chuyện của truyền thống gia đình. Vịt quay là món quà ẩm thực nổi tiếng, rất đáng tự hào của người dân xứ Lạng. Gia đình tôi có truyền thống hơn 70 năm làm vịt quay. Tôi là đời thứ tư, tôi luôn lưu giữ và phát triển hương vị gia truyền. Vịt quay là món ăn gia truyền và công thức chế biến vịt quay chuẩn vị Lạng Sơn là tài sản được bí truyền qua nhiều thế hệ gia đình chị. Đã từng rẽ ngang để đi theo công việc khác, nhưng chính từ tình yêu, sự trân quý những giá trị tốt đẹp ẩn chứa trong món ăn, đặc biệt từ sự động viên, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống xứ Lạng qua ẩm thực, chị đã quyết định quay lại với nghề gia truyền. Chẳng những vậy, chị còn không ngừng trau dồi, học hỏi, tìm ra phương pháp chế biến hiện đại như áp dụng công nghệ ga sạch, không mùi, không khói bụi, không độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường nhưng vẫn giữ trọn được vị ngon đặc trưng của đặc sản. Chính vì lẽ đó, trong thời gian qua, thương hiệu vịt quay Hồng Xiêm đã nhanh chóng được đông đảo thực khách trong và ngoài tỉnh biết đến, đón nhận, thưởng thức như một món ăn của sự kết tinh hương vị truyền thống và hiện đại. Đối với chị, đến với Lạng Sơn và thành phố Lạng Sơn mà chúng ta không một lần thưởng thức vịt quay đây thì rất là phí. Và đặc biệt là nếu như lại có cơ hội thưởng thức vịt quay rồi mà lại không được thưởng thức đúng cái nơi. Đúng vị cũng như là đúng nơi mà quay ngon ở Lạng Sơn được cảm thấy hơn. Thế nên là đến với Lạng Sơn, đến với thành phố Lạng Sơn là tôi đến. Cửa hàng vịt quay Hồng Xiêm đúng là tinh hoa vịt quay xứ Lạng. Số 2 gần chợ Đông Kinh. Đông Kinh trước cửa chợ Đông Kinh. Thông thường mà nếu mà đến muộn là sẽ không có thu phí đâu. Đây là ngày hôm nay tụi mình đây là sớm quá, hàng vốn mở đây là rất là nhiều vịt. Tụi mình nói với cả chị Xiêm chủ quán là mỗi lần mà đi làm về buổi đêm ấy, khi mà đôi khi là không dám ăn để giữ người, mà chót lên Facebook lướt qua Facebook của chị Xiêm xong rồi là thôi cả đêm không thể chịu được. Và vịt quay Lạng Sơn là mình ăn nhiều rồi, nhưng chắc chắn là nếu mà một lần đến với quán vịt quay của chồng Xiêm thì mình cũng tin chắc là có màu vàng rất là tươi. Về cái hương vị thì là ăn rất là đậm đà và thơm. Đấy. Tôi cũng từng ăn ở nhiều nơi, tôi thấy vịt quay Hồng Xiêm là rất là phù hợp và cũng rất là ngon. Hồng Xiêm ăn thì cái món vịt quay Hồng Xiêm này để lại cho tôi cái ấn tượng rất là sâu sắc. Đấy, cái hương vị rất là đậm đà bản sắc xứ Lạng. Hay là cái kết hợp ăn với cái món phở chua nữa là đi đâu là cũng khi là mỗi lần qua Lạng Sơn là đều nhớ về cái vịt quay và phở chua Hồng Xiêm. Quay Hồng Xiêm rất vinh dự được đại diện cho Lạng Sơn tham gia cái sự kiện giới thiệu quảng bá kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Với chị, nỗ lực từng ngày để thương hiệu vịt quay Hồng Xiêm thành công như hôm nay
cũng là những đóng góp nhỏ bé nhưng cần thiết trong việc giữ gìn uy tín, chất lượng, hương vị đặc trưng của vịt quay Lạng Sơn. Vịt quay Hồng Xiêm mang món quà ẩm thực nổi tiếng xứ Lạng tới quý khách khi đặt chân đến thành phố Lạng Sơn.